Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Như các bác đã biết, hãng Gian dòng xe đua thì có OCR, TCR. OCR là những chiếc xe có cấu hình bình thường và dành cho những bác mới bắt đầu làm quen với xe đua thì sẽ chọn dòng OCR. Còn TCR là dòng là mã xe đua dành cho những các bác chuyên nghiệp về cả cấu hình và hình thức. Và sau đây hôm nay em sẽ review một chiếc xe TCR Composite 1 khung carbon cho các bác. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Em sẽ quay hình thức chiếc xe các bác xem. Đây, lớp sơn rất là mới. Dầu vết bẩn em chưa lau về, em quay luôn chưa lau thế gì cả. Bác khi giao xe các bác thì em có thể lau đi. Gian TCR Composite. Xe có size M của các bác từ 1m65 đến trên 1m7, 1m65, 1m73, 1m75 đi vừa. Tem đổi màu chống hàng giả của Gian chính hãng này. Mã QR. Trang bị bộ phanh 3 mảnh Shimano 105. Sườn xe là khung carbon. Cảm carbon. Tiếp theo là cọc yên của Gian carbon luôn. Xe full carbon. Cổ phốt Uno. Uno là một hãng làm cổ phốt siêu nhẹ và có yên siêu nhẹ. Uno các bác có thể lên Google và search biết thêm chi tiết về hãng này. Xe được sử dụng tay lắp 105. Đây tay lắp bên lip 9 tầng và bên đĩa 2 tầng. Càng carbon của Gian chính hãng luôn. Em quay thông số lốp 700 × 23C các bác này. Lốp đằng sau đây, lốp chính hãng ra này, R4. Mayer bạc đạn. Xe sử dụng cấu hình cao cấp Shimano 105. 105 là xếp trên Ultegra và Sora. Một cấu hình rất là cao cấp của dòng đua rồi. Các bác quan tâm dòng đua thì quá quen thuộc với 105. Và đây là mã của cái đùi đĩa 105 này. Em thử quay các bác xem. 5750. Còn đây là cặp đĩa 105, đùi đĩa Shimano nhôm 2 tầng của 105.
Em quay các bác nghe tiếng phối nổ ra luôn. Giờ sẽ test chuyển động các bác. Ở liên líp này. Xe được sử dụng 9 tầng líp và 2 đĩa cho xe 18 tốc độ. 18 tốc độ các bác thay đổi. Rất là bon. Sử dụng bộ chuyển động 1.5 cao cấp. Đây sẽ tầng đĩa. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Vâng, và em đã đánh giá xong tổng thể chiếc xe full carbon gian TCR Composite 1. Hiện tại chiếc xe này được bán với giá 18.900.000 tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Nếu các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, và nếu các bác quan tâm chiếc xe này mà gọi cho em và xe đã bán rồi, thì nếu các bác quan tâm những chiếc xe khác hiện có bên em thì hãy có thể vào Zalo và quét mã QR này. Đây em hướng dẫn các bác, đây vào Zalo. Quét. Thì quét. Đấy, nó sẽ hiện một đường link, các bác ấn nhấn đồng ý để xem những chiếc xe hiện có bên em. Ngoài ra các bác có thể vào Facebook Kiên Xe Đạp để xem những mẫu xe mới nhất, và YouTube để xem những video hàng ngày bên em, và nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những điều khoản về chuyển khoản các thứ. Bên em chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bạn hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.